Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 78 năm, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ở thời khắc lịch sử vĩ đại ấy, tỉnh Hưng Yên vinh dự có hai người được giao nhiệm vụ đặc biệt. Đó là giáo sư Lê Thi, người kéo cờ Tổ quốc, và giáo sư kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh, thiết kế lễ đài độc lập. Cả hai vị giáo sư đến nay đều đã về với tiên tổ, song dấu ấn họ để lại đã góp phần không nhỏ tạo nên trang sử vàng cho đất nước, là niềm vinh dự tự hào của người dân Hưng Yên và sẽ còn mãi trong ký ức của những người ở lại. 3 năm trước, vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, giáo sư Lê Thi từ trần, hưởng thọ 95 tuổi. Bà ra đi chỉ sớm vài ngày trước lễ kỷ niệm Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Tuy vậy, trong ngôi nhà trên phố Ngô Quyền, Hà Nội, nơi bà từng sinh sống, toàn bộ những tập sách, ảnh và kỷ vật một thời tuổi trẻ của bà với đồng đội vẫn được hai người con giữ gìn nguyên vẹn. Trong buổi họp gia đình, có chúng tôi hay là có con, có cháu, thì bà thường xuyên hay nhắc về cái câu chuyện này, cũng là một ngày trọng đại trong lịch sử, thì chúng tôi cũng rất là tự hào. Giáo sư Lê Thi, tên thật là Dương Thị Thoa, là con gái thứ tư của giáo sư nhà giáo liệt sĩ Dương Quảng Hàm, quê ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trong lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, bà vinh dự được chọn là một trong hai phụ nữ lên kéo cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc được đưa lá cờ đỏ sao vàng lên cao, tung bay trong Tết độc lập đầu tiên của dân tộc là niềm tự hào suốt cuộc đời của giáo sư Lê Thi. Theo lời kể của chị tôi, là lúc bây giờ hăng hái cái mức độ, tức là chuyên môn là được chỉ huy. Cho nên cái lúc mà đến cái chỗ meeting ấy, thì khi ở bên trên người ta bảo Hà Nội cử một cô gái lên để kéo cờ, là bà có một cái gì được cùng với bà Đàm Thị Loan, hai người kéo cái lá cờ Tổ quốc. Mặc dù rất là xúc động và cũng lo lắng là mình có đảm bảo cái nhiệm vụ là được giao cho không, nhưng cuối cùng thì mẹ tôi cũng thở phào là đã kéo được cờ lên thành công. Và cái đấy là một cái niềm tự hào mà lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí của mẹ tôi. Sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 lịch sử ấy, bà Lê Thi dành tất cả thời gian và sức lực cho cách mạng, vận động những gia đình giàu có quyên góp gạo, muối, mang đi cứu đói cho người nghèo. Bà dạy học ở những lớp bình dân học vụ, rồi thoát ly gia đình gia nhập Trung đoàn Thủ đô, cùng thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Khi trở lại con đường học vấn như mong muốn của cha mình là giáo sư Dương Quảng Hàm, bà cũng trở thành học viên xuất sắc của lớp lý luận cao cấp đầu tiên của trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Bà được phong giáo sư triết học, sau đó làm viện trưởng Viện Triết học Việt Nam. Lịch sử đã chọn bà Lê Thi nhận vinh dự lớn trong ngày độc lập mùng 2 tháng 9. Mọi sự có lẽ không phải là tình cờ, bởi trước khoảnh khắc lịch sử đó, bà đã tham gia hoạt động cách mạng dưới ánh sáng của lá cờ đỏ sao vàng và là con của giáo sư Dương Quảng Hàm, một trí thức lớn. Suốt cả cuộc đời hoạt động cống hiến sau này, giáo sư Lê Thi luôn nỗ lực xứng đáng với sự lựa chọn đó.